Còn vô cái chú ông chắn không được nữa con. Qua mày đâu rồi, qua mày rồi. Chào mọi người nha. Hôm nay chiều chủ nhật nha mọi người. Mấy khách đang chờ nha mọi người. Bánh hồng giá đủ chưa? Bữa nay mưa mát quá bà con đi em mất sẹo nhiều nè. Chắc luôn. Năm nội mới xong một hộp sầu riêng. Đang review sầu riêng hả? Anh sầu riêng quê gửi lên hả? Sầu riêng bị chôn. À. Bị cha mua rồi. Sầu riêng đây đẹp rồi. Sầu riêng bây giờ bắt đầu đẹp đẹp rồi. Cơm rồi đẹp rồi. Dầu đi. Ê. Chắc hồi nãy là chưa đổi nhiều cho nên là thấy bên này một xô còn nguyên nè quý vị ơi. Sao sầu riêng béo béo không rồi? À hả, không qua chớp. Vụ gì, có gì hết? Việc kìa. À mua sầu riêng cho mấy đứa nhỏ đem qua đóng thùng được ra. Bây giờ chim rồi lên, mua ra không có muốn. Thật là đau lòng quá đi. Bại luôn á. Dột như con cá nọc à. Dạ. Chú Nguyễn giả một cục đồ viên mà không có nào hết. Thêm một bài thương mắm nữa. Sầu riêng ở quê hay là sầu riêng mua ở đây? Mua đây à? Mua cái điểm gì mà quay á. Thôi. Đối lên không chửi á. Nói gì kìa. Không gì mua đâu mà đâu biết. Đừng hỏi nữa hết rồi. Đâu mà không có nào thì không chứ mà chơi giờ đổ 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 vỏ đi. Rồi khách luôn. Chả nguyên thùng vỏ rồi. Là nguyên trái hả? Không kêu tao khui ra. Trái. À. Trái chú trong cái thùng đó là 4 trái. Còn khui ra vỏ không có miếng nào đó. Sao cho kia ngon không con? Tính chính là cho chú vậy coi. Muốn nhiều không? Bạn ruột xong còn vỏ chứ vậy. Trời ơi. Quá trời nó chơi chú việc ghê thiệt chứ. Đây đây đã. Sáng nó bỏ nó còn ngủ quá đi hỏi hai con giáp đi không? Đi mới đi. Qua lấy cái ruộng cái chừa vỏ cho chú việc nó chở từ dưới đem lên đây về. Chơi lừa vậy ta. Chơi kỳ mấy hả? Giá luôn ơi. Ít nhất là phải lại quả 2-3 muối rồi đẹp đẹp chứ. Rồi. Quay cảnh sầu riêng mùa mưa nha các bạn. Hồi chiều giờ mưa lớn à. Cho nên mà. Ủa mưa hồi chiều giờ chưa bán không rồi? Mưa giờ xong rồi dọn luôn. Ồ, có lần là giữ là mùa mưa. Cái luôn. Ở ghế nhà. Cho nó bán với đâu nha chị? Là nãy hả? Hai với ba là năm chuyện không lộn. Ủa đúng mà. Hai với ba muối. Hai với ba là hai với ba với hai là gì? Hai với hai là một. Không xanh luôn.
nãy giờ hình như có ba chảo các bạn, bây giờ đang mới lên hai chảo mới này nè. Ê, sầu riêng tới kìa. Không phải. Ăn đầu lại rồi các bạn. Mưa lớn à, mưa lâu quá. Mưa được. Mưa ngon á. Cái này nó cháy gì lắm nha các bạn. Hôm qua bé Hà nói là mùa mưa là bánh xèo bán ngon hơn mùa nắng nha các bạn. Nắng nóng mặt lắm cho bạn đi mặt. À. Đấy. Xin chào nha các bạn. À quên. Bây giờ chú Hà, bây giờ tất cả ông bạn mình chú chào chú ngoài luôn. Ok, chào con. Mưa rồi ngủ 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 ngon ha. Cay mình lắm đúng không? Cay chứ còn cay. Ra đi nước mía chia đôi đúng không? Nước mía mà chia đôi nữa kìa. Hai chia ba nè, có ba người luôn nè. Bấm chào đi. Mấy cái luôn chạy hai cái luôn. Mùa mưa Sài Gòn đến rồi đó. Mưa đầu mùa nó xét nó đánh từ đâu mà xẹt ớn hàng. Đang đổ 5 chảo nha các người ơi. Giờ là điểm bây giờ là 5:30 nha mọi người, 5:30 tối ngày chủ nhật nha mọi người.
Linh Đá hôm nay đến sớm nha. Hello anh Linh Đá. Hồi nãy 6 cá, thuộc lại 5 cá, giờ lên 6 cá nha các bạn. Ôi dồi, giật mình luôn á. Em này chú hạng luôn. Ôi, thôi nhẹ nhàng dữ ta. Gì đâu thôi. Cảm ơn nha. Thấy chưa? Về đội của em anh. Ăn gì em bao luôn. Thấy chưa? Phải chi cô ba đẹp như bé Hà đỡ biết mấy. Không phải nói là phải như cô ba hiền như bé Hà đỡ như biết mấy. Phải thì gì đẹp biết bao nhiêu người muốn đâu chứ. Chú đây mấy gái. Chú ấy than phiền sao lâu quá rồi kìa. À, chú kia bảy gái nha. Bốn loại đã đầy tràn luôn nha các bạn ơi. Anh ngồi anh chờ từ anh xe anh xuống dưới ghế rồi. Bánh xèo đi. Cái bà nào cái nào luôn rồi con. Bài này ngon quá ngon. Không ngon gì quá ngon. Không cay gì quá cay. Ôi, bánh xèo hôm nay vỡ trận đây, hôm nay sầu riêng vỡ trận quá trời luôn rồi. Sầu riêng bây giờ hiện tại đang vỡ trận, Long chưa ghé ra, đang vỡ trận bánh xèo sầu riêng rồi. Mưa này thì đang bánh xèo chuẩn luôn ha các bạn. Giòn nó ngon.
quá đẹp, quá giòn luôn. Ê, cô gái. Đó, cái cá mình nói giờ. Đừng có ác nữa. Cho có 3 muối rồi dám nói 5 muối. Biết sao? Nói như vậy để chúng ta không cho các bà lấy hàng, chúng ta ăn. Là cái đề tưởng của mấy con tưởng chúng chị ăn 5 muối rồi, chị ăn có 2 muối à. Mà chỉ bàn 3 muối nữa, không báo cáo. Thấy chưa? Hết thịt Nguyên ơi. À hôm qua có cô chú bà nói là khi mà mình tìm phao bánh xèo miễn phí lúc mà cuối các bạn phát cho Nguyên nữa. Quên. Bánh xèo đi. Không biết gì hết nha. Cái gì vậy? Nghĩa là hai phe khác nhau hả? Không đoàn kết gì vậy? Khi sầu riêng nó nôi sai rồi, giờ nó đang gói lộn nồi bọt rồi. Bể Hà dạo này dạo bánh xèo đẹp quá, là không có bị lấy dễ mà nó lên đây rồi. Cô có con bé gà cái ngu gục rồi. Mưa hồi chiều nha các bạn, bây giờ hết mưa rồi mọi người ơi, nhìn nó mát trời. Nền nhiệt nó giảm xuống dễ chịu hơn so với mấy ngày trước, rất là ngon lắm. Rồi, cái nước mưa cảm ơn. Cái nước mưa một cái bên cao lưng của họ nó đủ rồi, cho bắt lại cao lưng. Mừng quá, mừng quá. Lửa quá trời lửa luôn.
Rồi, khách vô, khách vô. Quá đẹp luôn. Rất là gọn gàng. Cái đặc biệt cho chú vừa mới vào luôn. Này đang quay cái điện thoại nha các bạn, đang quay một cái góc rộng lắm các bạn ơi. Thứ ba cũng đỉnh, không có chơi kém nhiều nổi nhà đâu á. Nhưng mà mình cho bạn lên đó, cống nhận nhiều đó. Cảm ơn bạn nha. Cảm ơn bạn. Để cái đó mình cống nhận. Cái đó bình thường. Cái năm mưa chữa nè. Ủa, ở trong cái bàn chưa có cho bán à? À. Đây, chính luôn rồi. Anh vừa quay ra nhìn ra chờ thì đã bắt ra chết. Bắt 50 với ông tròn. Bánh xèo luôn anh ơi. Hình như hôm nay mình bị cho chứ mình bị dừng được, cái mình mời khách cũng không được luôn ta. Anh nợ cho con mượn bộ đồ vô con tắm nha. Gì? Cho anh Hà anh cho anh chú Việt hả? Đúng vậy. Đúng vậy. Cho cái đèn giúp nhiều luôn nè. Đèn lên, đủ đèn, đủ sáng à.
có thể 2-3 lần nữa. Ôi ha. Cứu. Lửa quá nhiều luôn. Cháo đổ thánh bên nào cũng đẹp hết, người chín người chín rưỡi á. Cái này á hả, ăn sẽ ăn hồng lộn kìa. Ủa vậy hả? Không, cái điểm đổ bánh xèo kìa, còn cái điểm đi học không biết đâu, chưa công khai sao biết được. Chảo nha, nhắm chảo là hai ông cháu thi đổ nhắm chảo nha các bạn ơi. Rồi, giá cho chín rồi, đó. Đó. Tình hình là mùa mưa đã bắt đầu rồi nha các bạn ơi. Bé Hà nói là nó thích đổ bánh xèo mùa mưa hơn mùa nắng nha các bạn. Bởi vì mùa mưa khách đông hơn nha mọi người. Đúng vậy hả? Đúng rồi. Mùa mưa thì nó đỡ nóng hơn. Nhưng mà nó sợ là gió các kiểu rồi. À, đó. Ok. Đâu, vô của mình rồi đó. Hello. Ok, chào con. Cái bên này có kiểu chào khác à? Ngon. Ngon nha. Đó. Bật con nha. Rồi. Hai bé đem về cho chị nè. Gao hai cái. Xà lách là nhiều. Rau rừng ít lại. Hai cái cho chị đem về luôn. 70k. Lỡ nó nói 75k sao ta. Ngon lắm các bạn ơi, bánh xèo mùa mưa là ăn số chết luôn. Món ăn gọi là đường phố mà gọi là làm mưa làm gió trong những ngày mưa gió luôn. Rồi, bánh xèo luôn kìa. Rồi, thớ luôn. Kỹ năng đổ bánh xèo của ông ngoại với bé Hà đây gần chắc xem nhau hả?
cần phải tăng cường cái thời gian mà mấy à đổ cái chiều hành nghề lên là chuyên nghiệp còn hết bọc nha. Nó số đầu tiên hả mấy à? Chú con là số đầu tiên hả? Sáng sao ngày con mình con đổ hai xô là cũng lên đây. Cái khung giờ này là thấy mấy nít rồi mấy cái nhà khác thì đi chơi, đi siêu thị, đi với ba mẹ các bạn. Còn nói chung là mấy bé thấy với Hà với bé ở đây đổ bánh xèo thấy cũng rất là tội nghiệp. Cho nên quý bà cô chú các bạn có đi ngang qua khu vực này ủng hộ bánh xèo. Số điện thoại là 0986 814 347 cho các bạn. Địa chỉ bánh xèo Nhí là 21 Đông Bắc, Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người ơi. Rồi, hết chỗ đầu tiên nha quý vị. Hôm nay là ngày chủ nhật. Mà điều cái là chiều nay hôm nay trời mưa khá là lớn đó. Mưa rất là lớn ngay chỗ quận 12 này luôn. Nó làm giảm đi cái nền nhiệt cao ở thành phố và các cái tỉnh lân cận đây. Mình thấy là Bình Dương những cái Đồng Nai cũng có mưa. Nhúng cho đường nhạc, nhúng cho đường nhạc. Rồi, nói chung là ở phía trong các bạn, phía trong là cũng năm thấy là còn trong, để thấy mua về nhiều nha quý vị. Rồi, cảm ơn mọi người nha, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Mọi người nhớ đăng ký kênh nha, chia sẻ video nha. Đó, mình sẽ ngắt video lại. Bây giờ hiện tại nói chung khách thưa. Cảm ơn mọi người, cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Ok.